Sáng 10 tháng 7, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Huế cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 29 đối tượng có liên quan đến một sới bạc dưới hình thức cá độ đá gà, thắng thua bằng tiền. Trước đó, đơn vị đã phối hợp với công an thành phố Vĩ Dạ huy động lực lượng bao vây tại bãi đất trống hẻm 115, đường Hàng Mạc Tử, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ 4,5 triệu đồng trên sới bạc và gần 50 triệu đồng trên người các đối tượng, cùng nhiều tang vật khác như tịch ghi cá độ, gà đá, cân, đồng hồ phục vụ sới bạc. Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định Văn Khắc Châu, 45 tuổi, trú tại 7/115, đường Hàng Mạc Tử, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, chính là chủ sới bạc.